đã được cập nhật vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 16 tháng 4 năm 2019. Sau khi ban tổ chức đã kiểm tra kỹ lại các lượt tương tác thì hạng 3 đó chính là bạn Phan Ngọc Nga My với điểm trung bình của ban giám khảo là 7,8, điểm tương tác là 7 và tổng số điểm là 14,8. Bạn thứ nhì là bạn Hứa Hồng Phương với điểm trung bình của ban giám khảo là 7,8, điểm tương tác là 9 và tổng điểm là 16,8. Và bạn hạng nhất đó chính là bạn Hoàng Phương Quỳnh. Tổng điểm của ban giám khảo là 8,5, điểm tương tác là 10 và tổng là 18,5. Và đầu tiên thì mình xin mời bạn Phan Ngọc Nga My, bạn đã đạt giải 3 với câu chuyện về bé NT. Dạ, xin mời bạn. Và để trao giải cho hạng thứ 3 thì mình xin mời là anh Phúc. Anh Phúc, mình sẽ trao giải Phan. Câu chuyện của bạn giải ba chưa có được đọc thì hôm nay mình có thể đọc lại cái bài này để mình cho mọi người biết là cái câu chuyện của về bé anh Ti nó cũng rất là hay mà cái buổi trước mình chưa được công bố. Dạ em xin mời anh. Anh xin phép đọc lại câu chuyện, chia sẻ lại câu chuyện của bé anh Ti. Anh Ti đã sống cùng gia đình tôi 12 năm, có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau trải qua. Nhưng câu chuyện tôi sắp kể chắc hẳn là một kỷ niệm rất đặc biệt mà tôi và gia đình tôi xem đó là một kỳ tích. Trở về quá khứ 6 năm trước, khi NT là một cô bé đáng yêu, nghịch ngợm. Một ngày đẹp trời, em đang tung tăng trong nhà. Mẹ tôi đi làm về, đang mở cửa cho chú bán gạo trong tâm trạng vội vã vì sắp trễ giờ đón cậu em trai tôi. Chú giao gạo đến và bắt đầu thêm bao gạo vào nhà, quăng bao gạo một phát bịch xuống nền nhà, một âm thanh lớn, bỗng NT giật bắn người và chạy ra ngoài cổng núp. Sau đó mẹ tôi nhanh chóng khóa cổng và phóng xe đến trường đón cậu em trai. Lúc này đã hơn 17 giờ, nhưng không biết rằng phía sau NT nhà tôi đang chạy theo mẹ và gọi mẹ. Và thế là sau khi về nhà đã không còn thấy em đâu nữa. Gia đình tôi đã vô cùng hoảng sợ, lo lắng, tìm em khắp nơi suốt 8 tiếng đồng hồ xung quanh khu nhà, từ lò mổ cho đến quán thịt cầy, nhưng vô vọng. Cả nhà tôi tuyệt vọng, chỉ biết ôm nhau khóc. Tôi khóc, cảm giác như sắp cạn nước mắt, một cảm giác lạc mất đi người thân của mình. Không biết em đang gì chưa, có còn sống hay không, ai đã bắt em đi. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, tiếng không thể nào ngừng đau trong lòng và rơi nước mắt. Trời đã 2 giờ sáng, bỗng nhiên chú hàng xóm mua đồ ăn khuya cho vợ thì thấy NT đang chiến đấu với một ông xe ôm đang rượt bắt ngoài đầu đường. Em không bao giờ đi theo người lạ nên chú hàng xóm cố gắng gọi cho em chạy về nhưng không được, nên chú phóng xe thật nhanh đến nhà tôi gọi cửa và báo ngay. Gia đình tôi lúc đó vẫn không ngủ được nên nghe tiếng gọi, cả nhà phóng như lao, không kịp mang dép ra đầu đường nhưng đã trễ không thấy em đâu. Bên cạnh con đường nhà tôi có một cây cầu, chúng tôi vẫn còn hy vọng nên đi thẳng lên cầu để tìm em. Ba mẹ cứ gọi em, NT ơi, NT, NT. Đột nhiên em rón rén bước nhẹ từ phía dưới bụi rậm ở dưới gầm cầu lên. Mẹ tôi nhìn sang, ngờ ngợ xa xa không biết có phải em không. Chạy đến gần thì niềm vui vỡ òa, mẹ bế em lên người dính đầy bùn run run, cả người và mắt em rưng rưng lệ. Về đến nhà, em ăn hết cả chén cơm kèm với trứng vịt lộn nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi sợ hãi. Trong suốt 8 tiếng đồng hồ qua, gia đình tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi tìm được em và tiếp tục chăm sóc em đến tận bây giờ. Đặc biệt là đến tận bây giờ, NT nhà tôi vẫn rất ghét chú bán gạo. Mỗi lần chú ấy đến nhà
là em tôi vừa run vừa sủa không ngừng mặc cho mọi người ngăn cản. Anty cứ nghĩ do chú ấy mà em mới bị lạc lần đó. Thương em lắm. Cảm ơn em đã đến bên chị. Cả nhà vô cùng yêu thương em. Anty à, em có một vị trí và không khôn và đầy lòng dũng cảm như một con người. Ở đây thì bạn Anty có chia sẻ một hình ảnh về bé Anty và bạn Nga. Anty ở đây Phúc có một vài lời nhận xét về bài của bạn Nga My. Ở đây thì nhìn đọc thì biết là bé gia đình rất là thương bé, và bé là một gia đình mà nuôi nó là xem bé không phải là một thú cưng mà là một thành viên và rất có trách nhiệm trong việc mà chăm sóc và nuôi nuôi bé. Xin dừng lại cho xin cảm ơn Phúc nhiều ạ. Thì hồi nãy á là bạn Nga My, bạn có những một cái mốc cốp là 8,5 triệu, trong đó sẽ có 6 tháng dùng gói dịch vụ roaming, 6 tháng sử dụng thức ăn Burita Nutritional và 6 tháng sử dụng sản phẩm khử mùi Hoi Joy Pet. Thì hồi nãy là bạn được nhận cái mốc cốp với trị giá là 8,5 triệu, thì ở Dog Paradise sẽ liên hệ sau với bạn và gửi phần quà trực tiếp đến tay của bạn.